Xin chào tất cả mọi người, vậy là sổ sứ mệnh mùa 19 đã ra mắt Lycobay Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở full sổ sứ mệnh để review cho tất cả các bạn. Chúng ta có hai cách mở, mở thông thường là 210 con uy, mở mật cấp là 410 con uy. Mình sẽ mở thông thường và mình đã cài đặt cấp độ 60. Ở đây thì chúng ta sẽ có những phần quà theo mốc. Mình sẽ nhận từ mốc đầu tiên nha. Ở mốc 1 thì các bạn sẽ nhận được bộ trang phục của cô nàng Achit. Thần thoại Hy Lạp, wow, xinh lung linh, đẹp quá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cột mốc thứ 2, cột mốc thứ 5. Và tiếp theo là 10, một trong 3 vị tướng. Cái tài nick này full rồi, mình sẽ lấy dương giấy vé bùa bậc S nha mọi người nha. Ở mốc 15 là điệu nhảy. Tiếp theo cốc mốc 20 là bộ trang phục Anette tuyệt bãi biển. Mà lèm, wow. Trời ơi, trắng gì mà trắng thế, sáng gì mà sáng thế hả trời ơi. Đây là bộ trang phục tuyệt bay biển. Và tiếp theo là mốc 25 là điệu nhảy Silica. Mốc 30, một trong 3 vị tướng, nick này full tướng rồi. Vậy nên là mình sẽ lấy dương vé bùa nha. Tiếp theo mốc 35, gia tốc té nước. Tốc mốc 40 là một trong 3 trang phục, mình sẽ lấy dương giấy vé bùa. Mốc 45, hạ địch kém nước. Và mốc cuối cùng là mốc... mình xin lỗi nhầm, không phải mốc cuối cùng. Mốc cuối cùng chúng ta là mốc 60 cơ. Mốc 60 sẽ là bộ trang phục của cô nàng L'Oreal tiệc bãi biển. Lại tiếp tục mà lèm. Trời ơi, wow. Xinh lung linh, lộng lẫy, cực kỳ sexy với bộ trang phục này. Ok, bây giờ mình sẽ review về bộ trang phục L'Oreal tiệc bãi biển cho tất cả các bạn. Trước khi review về bộ trang phục này thì mình sẽ nhận tất cả các quà ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều quà đúng không nào? Sổ sứ mệnh này sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 7 nha. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng tranh thủ mở và sau đó là làm nhiệm vụ cũng được. Hiện tại thì sổ này mình cảm thấy rất là phù hợp vào mùa hè khi mà có đến hai bộ trang phục tiệc bãi biển. Ở đây thì chúng ta sẽ có cả để xem vòng quay sứ mệnh có những cái gì nha mọi người. Vòng quay sứ mệnh thì các bạn có thể nhìn thấy là có cả cái linh thú cún. Nếu mà mình quay chúng là mình sẽ được ngay. Trời ơi, cái nhân phẩm của mình nó chán quá các bạn ạ. Trước hết mình thấy là quay ở cái vòng quay sứ mệnh này nó sẽ ra những cái vật phẩm linh tinh. Và cho đến là những cái phát quay cuối cùng nó mới ra những cái mình cần cơ. Thôi mình hết điểm rồi. Hết sạch điểm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào thử xem là nhận xét qua về ngoại hình của bộ trang phục L'Oreal tiệc bãi biển nha. L'Oreal tiệc bãi biển, một bộ trang phục bậc S. Làn da trắng nõn nà, đường cong hình chữ S. Khuôn mặt xinh xắn, gợi cảm, sexy. Đều hội tụ cả đến từ bộ trang phục này. Vậy là Liên Quân đã có rất là nhiều bộ trang phục tiệc bãi biển rồi. Nếu các bạn không sở hữu được bộ trang phục này thì quả thật rất đáng tiếc nha. Vậy nên là nếu mà các bạn có điều kiện thì nên mở luôn cái sổ sứ mệnh đi. Bởi vì nếu mà tài khoản của các bạn mà sở hữu tất cả các bộ trang phục tiệc bãi biển thì coi như đấy là tài khoản VIP rồi. Và các bạn là một fan cuồng của những cái bộ trang phục tiệc bãi biển. Bây giờ mình sẽ vào trong một trận đấu để có thể review và test thử xem là với hiệu kỹ năng của bộ trang phục này nó đem đến cho chúng ta những cái gì. Người ta yêu chỉ riêng đẹp, đặt câu nghi vấn muôn nàng. Vì sao bước đi đoạn tình này trái ngang? Lòng ta nguyện khắc họa. Let's go, chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của cô nàng L'Oreal. L'Oreal tiệc bãi biển. Trong cái bộ trang phục này thì sẽ cho mọi người xem qua hiệu ứng của sò. Khi mà L'Oreal tạo ra những đòn đánh thường đều ném vỏ sò vào mặt đối phương, nghe nó có vẻ hơi bị phũ phàng mọi người ạ. Zena ơi, bạn ơi, đừng ít kinh nghiệm của mình. Thôi rồi ơi, không lên được level 2 rồi. Khổ ghê. Không level 2 thì làm sao mình có thể múa được. Mà bây giờ như là team bạn đang chuẩn bị sang cướp rừng. Biết ngay mà, lâm tặc nhiều quá. Mình đóng vai trò đó là kiểm lâm. Lên level 2 rồi, bắt đầu múa thôi. Nào, em có tốc biến lên. Ở đây thì chạy, chị Mina chạy được đi đâu. Bay tiếp này. Một bé. Bé thứ hai, quánh tiếp nha. Nào, múa tiếp. Này thì ngộ không này, wow, hai mạng double kill, thơm.
Tôi chết tôi rồi, ở đâu ra Vanin thế này? Cứu cứu. Không sao, mình vẫn là lướt được. Và mình chưa bị chết nha. À hi hi, sống rồi. Thời điểm đầu game là một phát thài mạng ngọt sớt. Đấy là phần thưởng rất là cao rồi. Bây giờ mình tốt nhất là mình nên về để hồi phục máu. Ô, con đàn lính thôi. Man Long ơi, để cho mình. Trời ơi, tôi đã cố gắng ở lại rồi thì bạn nhường cho mình đàn lính chứ. Đánh Laurel rất là sợ bị thọt. Mà khi mà các bạn không ăn được lính thì các bạn dần dần bị thọt. Mà thọt thì các bạn khó gánh team được nha. Bây giờ đã có rất là nhiều người bet Laurel rồi. Thế nên là hy vọng rằng các bạn có thể xem được trận đấu này mình múa. Thật sự là cũng hơi bị mù mắt, mong các bạn thông cảm. Bởi vì mình cũng không phải là người bet Laurel. Mình gọi là múa xương xương múa tạm thôi. Thi thoảng có sự kiện gì với Laurel là mình làm video clip và múa cho mọi người thôi. Múa theo kiểu bất đắc dĩ. Múa lau. Nào, bây giờ mình chưa level 4 nhưng mà không sao, vẫn múa được, vẫn làm được một mạng siêu việt. Sắp level 4 rồi, ok, có chiêu cuối rồi nha. Bắt đầu đi tiến hành thăm hỏi rừng team bạn. Xem rừng team bạn ăn bùa đỏ hay không. Nào, thực ra cướp, cướp, không cướp được. Phát đến nếu mà mình tung kỹ năng ra sớm hơn thì có lẽ là mình sẽ có được bùa rồi. Quánh luôn anh em ơi, mình đã mở chiêu cuối là bay lên nào, quẩy nào, Mina nha. Mina, Mina là mục tiêu tiếp theo, rồi Mina chết rồi. Cực kỳ đơn giản, tuyên bố trận này mình bất tử luôn mọi người ạ. Thật sự với các bạn luôn. Người ta gọi là nói trước bước không qua đấy. Quả đấy mình ngây thơ quá là mình lại di chuyển được kiểu vậy. Quên mất là team bạn còn Natalia là thánh núp lùm rồi. Thôi thôi, sai thì sửa, nhưng mà gáy hơi to. Ok, để mình tập trung này. Để cho Natalia xanh cũng rất là mệt. Và trong trận đấu này nhìn qua đội hình team bạn rất late game nha. Tính ra mình rất là ngán thanh niên Ngộ Không. Bởi vì Ngộ Không late game nó đập cho hai phát chắc mình hết múa. Kể cả Van Hên thì nó cũng ném rất là khó chịu. Đồng đội ơi, có nhìn thấy cái gì đây không? Chờ bê xa xa. Không đánh nữa, thêm đánh nữa. Chúng nó chạy về hết rồi. Bỏ đi. Bỏ đi. Quả đấy nếu mà team bạn máu quá là mình sẽ quay trở lại mình đánh luôn đấy. Ước gì lát nữa thì được Triệu Vân cho bùa xanh, nhưng đấy chỉ là ước mơ thôi mọi người. Đánh Laurel mình thèm nhất bùa xanh thôi, bùa tạm. Ui, combat góc hẹp này chấm mết thôi mọi người ạ. Bay lên nào, nhảy từ từ để cho tôi nhảy lên nào. Và tiếp tục bay lên nào. Úi giời, combat góc hẹp hai mạng ngọt sớt. Bây giờ tiếp tục là Natalia mùa. Ôi, có cả Ngộ Không à. Thôi, đừng mà. Trời ơi, nó gõ cho to đầu. Thật sự là combat góc hẹp đẹp quá. Tiếp theo Natalia. Ảo tưởng là Nata. Trời ơi. Thôi lần này thì mình xin mạng của bạn vậy. Cái tội thích ảo tưởng sức mạnh. Siêu vịt luôn. Cố gắng ép đối phương vào giao tranh. Khi mà chúng ta ép vào giao tranh vào cái chỗ góc hẹp như vừa xong ấy, thì các bạn múa thì các bạn tung kỹ năng thì nó trúng được nhiều mục tiêu. Như vậy thì sẽ lợi hơn. Mình thấy trận đấu này đánh nhau liên tục tục luôn. Đấy, team bạn lại dâng cao rồi. Dâng cao thì em lại tới ganh. Mà đã ganh thì kiểu gì cũng được múa mù mắt. Múa tiếp này. Tiếp theo là Mina thì hết về rồi. Trong phiên bản triều đại trợ thủ với cập nhật bổ sung lần thứ nhất thì Laurel chúng ta không có sự thay đổi về sức mạnh nha mọi người nha. Quên mất, hiện tại mình đang review về bộ trang phục mà chưa nói qua về hiệu ứng. Với những đòn đánh thường của Laurel thì các bạn có thể quan sát là sau khi mình đánh thường nó ném cái vỏ sò vào đối phương đấy. Và đặc biệt là sau khi các bạn tung chiêu 1 thì chiêu 1 sẽ có theo kiểu đường thẳng. Nó có một cái dòng chảy của nước biển và có một bông hoa. Úi giời ơi, Ngộ Không, úi giời, thoải mái đi. Anh tàng hình đâu, em có tóc biến ở đây. Theo anh đến cùng luôn. Nào, vào hết đây mấy anh. Đúng rồi, mấy chị vào đây. Em múa hết cho mấy chị xem. Tiếp theo, ủa, cảm ơn Mina nhá. Tiếp tục múa tiếp. Mỗi tôi là mình chưa có hút máu. Phát đấy mà mình có cái quyền trượng rồi là lừa mình cân luôn đấy. Chưa một, sau khi các bạn tung ra thì nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng. Có rất là nhiều kiểu như là có một dòng nước biển. Và có bông hoa và cũng như có cả con vịt. Điểm nổi bật toàn vịt thôi mọi người.
Chiêu 2 thì sau khi các bạn lướt thì nó cũng tạo ra hiệu ứng của nước biển. Nhưng mà đặc biệt hơn là nó cũng ném rất là nhiều vỏ sò vào đối phương. Chiêu 3 sau khi các bạn kích hoạt thì nó sẽ tạo ra một vòng tròn. Bên trong vòng tròn đấy thì có ngao xóa ốc hến, sao biển này. Đấy, có sao biển rồi, ngao xóa các kiểu, cua các kiểu rất là nhiều luôn. Đậm chất bãi biển mọi người ạ. Chơi trang phục này mình cũng cảm thấy mát mẻ. Trước hết là mát mắt rồi. Mát mắt ở đây mình nói đến đó là về hiệu kỹ năng. Hiệu kỹ năng thì đem đến cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ mát mẻ. Chứ mình không để ý đến cái khác nữa đâu. Nếu các bạn để ý đến cái khác thì đấy là do các bạn. Chứ còn mình là mình luôn luôn để ý đến hiệu kỹ năng. Không phải lươn lẹo đâu nhá. Mina gọi thêm người ra đây. Ủa, gọi Van Hên à, thì chịu. Đánh nhau ai, đánh Van Hên nó ném cho sấp mặt. Mình đang phải lên cái quyền trượng đây này, để có hút máu phép mới được bay. Chúng ta phải có hút máu phép thì chúng ta mới bay được. Mà lốc máu quá. Rồi bạn ấy máu vừa vừa thôi. Đối với trang bị cho L'Oreal thì đầu tiên mình lên giày kiên cường nha. Bởi vì trong trận đấu này team bạn có quá nhiều khống chế. Tiếp theo là mặt nạ Paris. Sau đó là quyền trượng nè, khiên huyền thoại nè. Và sau đó là quả cầu bất tử. Trang bị cuối cùng là đó là huân chương choi nha mọi người nha. Quánh rồi. Chờ Vân dụ ra đây. Ui đông tế, thôi chịu. Thôi. Trời ơi, mình tưởng ít anh ở đông thế này. Phù hiệu là ma tính nha mọi người nha. Kiểm lâm đây à. Đầu game team bạn cướp rừng ghê lắm. Gọi cả đội ra cơ. Rồi bắt đầu mình quẩy được rồi đây này. Bắt đầu có quyền trượng một cái. Bắt đầu quẩy, đi quẩy luôn này. Nào anh em chuẩn bị đi. Hay. Đúng rồi. Ui có cả Ngộ Không à. Thôi bỏ đi. Đánh luôn này. Quất luôn. Nina chết. Anh Ngộ Không trong bụi đúng không? Ngộ Không không có. Tưởng Ngộ Không vẫn đứng trong bụi. Thôi anh em ơi để ý nhá, đang có chúa tể vô cát đây này, nó đẩy trụ đây này. Anh ơi chiếm em. Ô, vào đây, máu tên. Vào phát xong bật ngựa chạy đi thì nói làm gì. Thế là chúa tể hả? Ép cho mình cái trụ đứng giữa, khó quá mọi người ạ. Từ đầu game đến giờ chưa ép được cái trụ đứng giữa luôn, gần 10 phút đồng hồ. Team bạn thủ trụ cũng rất là ghê. Trêu Mina cái. Mina kiểu gì nó cũng có cái kéo. Thế mình sẽ lựa trêu nó cái. Đang có Ngộ Không cho bụi nha. Ngộ Không cho bụi. Úi giời ơi. Mình biết mà. Nhưng mà xong thì chả làm cách nào để hỗ trợ cho Wit được. Căng quá không lấy được cái trụ này. Trời ơi đồng tết. Tôi mà. Em có tóc biến. Úi giời nhân phẩm. Uầy mình còn một chấm máu mọi người ạ. Team bạn đang chơi theo một phong cách cục xúc thật sự. Không ổn một chút nào. Đây là chưa phải thời điểm late game nha. Nếu mà team mình chủ động ăn được tà thần thì ngon. Thì bây giờ có thể ép được sớm luôn. Chứ không đêm dài lắm mộng lắm. Rồi ném mình đi. Gọi cả Mina ra đây trêu tí. Úi dồi Mina. Úi giời ơi làm sao căng à. Từ. Mình có trêu 2 mà. Thế là mình trêu được nó. Ra đây. Rồi thì kéo. Kéo em đi. Lướt tiếp trêu 2. Cay chưa. Rồi đồng đội tanh trụ rồi. Bắt đầu chuẩn bị nhá. Mình cũng băng trụ luôn. Mina hết chạy này. Bốc hơi. Tiếp theo là chú tể vô cát. Ok chú tể vô cát kìa. Cho ma lốc xử lý luôn. Ui hay thế nhở. Team bạn còn Van Hên. Van Hên thì cũng chết nốt. Ngộ Không thì bỏ chạy. Ép trụ rồi. Tầm này thì cũng chưa thể thắng nổi. Bởi vì là team bạn còn Natalia thánh thủ đường rồi. Mình nghĩ là nên tà thần cho mình bùa xanh. Ma lốc cho mình. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Trời ơi, đồng đội của mình đi lung ta lung tung ấy. Cái thời điểm này là ăn tà thần hợp lý, tại vì rừng team bạn chưa hồi sinh. Thật ra thì hiện tại Liên Quân đã có quá là nhiều trang phục ở tiệc bãi biển rồi. Vậy nên là mình sẽ tiếp tục thực hiện lại cho mọi người về biệt đội tiệc bãi biển. Nhưng lần này sẽ đầy đủ, sẽ không thiếu sót một bộ trang phục nào cả. Cho tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng. Nếu mà các bạn ủng hộ mình thì mình sẽ làm cái video clip đấy, làm trận một trận đấu cho mọi người xem. Nào bây giờ thì tà thần thôi. Ăn nhanh tà thần. Ui mình chỉ sợ team bạn ra thôi. Team bạn biết rồi. Ui ui. Thôi bình tĩnh các bạn ơi, không ăn được tà thần nữa rồi. Thôi thôi, thôi xong rồi, toang rồi. Bỏ tà thần thôi. Từ từ nhá, để mình có chiêu cuối cái đã. Mình có chiêu cuối là mình chơi hết mình luôn. Múa hết mình luôn, chuẩn bị. Kích quạt chiêu cuối. Hay hay hay. Lên nóc nhà là bắt con nhà. Đây là kiểu quẩy. Úi giời ơi quẩy, thì bạn chạy hết luôn. Có ma lốc đỡ đòn đi trước, sau mình đằng sau mình quẩy là hết. Hết nấc. Mỗi tôi là vượt xong à, combat thiếu mất Triệu Vân. Triệu Vân là đi lẻ. Sướng quá, trận đấu này được bùa xanh liên tục luôn. Đấy, khổ thân rừng team bạn không có bùa xanh chơi. Khổ thân Ngộ Không. Rồi nha, bây giờ mình sẽ chờ đợi đồng đội combat cùng. Chứ thật sự là mình cũng không muốn hổ bá đâu mọi người. Đi rừng vàng bét bảo. Khổ thân Ngộ Không team bạn. Bị áp lực, bị cướp rừng. Bây giờ bị áp lực đến từ đồng đội chửi. Úi giời, cái gì căng thế Mina. Team mình yếu nhưng anh em mình đông, đúng rồi. Quất với Mina này. Mina hết chạy. Thằng Ngộ Không đâu nhở. Úi giời, Ngộ Không em có bất tử mà. Trời ơi, mình lên cái quả cầu bất tử là mình khắc chế Ngộ Không mà. Nó vào phát là mình kích quạt luôn, không phải ngán. Bây giờ là kết thúc được trận đấu rồi đây này. Trời ơi, chú tể vào đây, đúng rồi. Chú tể chết nốt 11 mạng rồi. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một comment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì cũng được. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, rất nhiều. Bye bye mọi người.